Nhiều vậy em? Hả? Đi em lấy giá rẻ cho. Nhẹ anh. Trời ơi, 200 ngàn chịu không? 200 ngàn. Em đi rẻ lên anh thôi. Em đi không em? Ê, ê, nhiêu cũng được. Nhỏ nẻ đâu mà lạ vậy ta? Đi với anh nhỏ đi. Nhỏ nẻ ở đâu vậy? Ê, nhỏ nẻ đâu mà tôi em... thấy lạ quá vậy bà? Có chừng con quýnh đó đó. Đi với anh giờ đi mà. Nhiêu cũng được. Sao cho nó đi vậy? Lên xe đi. Bắt nó lại đi. Ê, nó đi kìa. Mày ơi, mày thấy đây nó lại đi. Nó lại đi kìa. Đánh đầu con quýnh vậy không? Nó lại cho tao đi. Sao nó còn quay lại nữa hả? Mấy chị em mình nó xúm nhau đánh lên cho tôi. Đi đây gặp gì đâu không à? Nó không đâu đó mấy bà. Nó xui quá xui gì đâu á. Mấy tôi nè đâu á. Nó tôi nè, nó tôi nè. À để mấy chị lần nè. Hai cãi lại. Nói cái bà đó nghĩ đi. Bà đi. Ê trời nó kìa. Nó sát về đâu kìa bà. Đánh nó chết ở tù bây giờ đó. Chết ở tù tao chịu. Thôi thôi đừng. Hồi nãy bộ chị bị họ đánh hội đồng hả? Tôi xin lỗi, tôi không có giúp được gì cho chị hết. Cậu có lỗi gì đâu. Do lỗi của người đã đẩy tôi vô con đường này. Ngày mai tôi sẽ hỏi vay tiền bọn xã hội đen rồi chuộc thằng nhỏ về cho chị. Chị yên tâm đi. Alo. Nguyễn, tại sao anh đổi ổ khóa ở nhà vậy hả? Vì nó cần phải thay. Bây giờ sao? Anh không muốn em vô nhà anh nữa chứ gì? Em thôi đi, anh đang bận. Tại sao anh đối xử với em như vậy? Tại sao vậy Nguyễn? Tại sao vậy hả? Anh đang bận lấy xe. Mình sẽ nói chuyện sau. Về nha. Nguyễn, Nguyễn. Em muốn đi đâu chơi không? Dạ không anh. Anh cho em về bệnh viện. Em không cần phải tỏ ra e dè như vậy. Em đâu phải là con nít. Hãy sống và làm theo những gì mình muốn. Còn nếu như em muốn dùng tình cảm này để bắt anh như ý muốn của bọn cảnh sát thì em hãy quên nó đi. Không phải, nhưng em không hiểu bản thân mình. Em không nghĩ là mình sẽ sao hả?
sẽ yêu anh à? Anh chỉ lo em gặp nguy hiểm. Em cảm ơn anh. Em ổn chứ? Em ngồi đi. Bây giờ em có phải khai thêm gì nữa không anh? Anh không muốn hỏi cung em. Xin lỗi, em không có ý đó. Em phải rút ra khỏi chuyện này đi Thương à. Anh sai lầm khi đã đồng ý. Không anh à, em đã lấy được lòng tin của Nguyễn. Em đã lấy được lòng tin của tên cầm đầu, là tên nguy hiểm nhất đó anh. Từ giờ anh đừng tìm em nữa. Tự em biết cách tìm anh để liên lạc và báo tin với anh và đội. Em sẽ cố gắng thu xếp mọi chuyện ổn thỏa để không ảnh hưởng gì tới anh. Em sẽ thu xếp ổn thỏa chuyện tình cảm đúng không? Anh sẽ để cho em tự quyết định chuyện tình cảm của mình. Em đừng lo gì cho anh. Mong em hãy bảo trọng. Và hãy luôn nhớ một điều rằng, nếu cần bất cứ điều gì anh có thể, anh sẽ luôn có mặt. Anh về đây. Anh về rồi. Chờ anh làm gì? Mở cửa cho em. Anh đừng có đi lung tung nữa. Em không thể nào sống thiếu anh. Nếu mà em buồn thì về nhà mẹ em đi. Mà theo anh thấy, từ trước tới giờ có bao giờ em buồn đâu. Bây giờ thì có. Để anh đưa em đi bệnh viện. Được rồi. Em muốn sao? Cưới em đi. Em đang quản trí lắm đó. Em lên phòng ngủ một giấc cho thoải mái đi. Không cần phải làm gì hết.
không cần phải làm gì hết. Đừng có cười cái kiểu đó nha. Tôi chưa bao giờ dám có ý nghĩ đó trong đầu đâu. Cái thai này không phải là của anh đâu. Nó chỉ vô tình là con của anh thôi. Anh không thích nó chứ gì? Tôi phá cho anh coi, vừa lòng chưa? Từ từ tính. Khỏi tính, anh không cần phải quan tâm tôi. Từ giờ trở đi anh quên tôi đi. Muốn chết hả? Đừng có ăn nói với anh như vậy. Anh hù tôi đó hả? Anh hù tôi đó hả anh Nguyễn? Anh giết tôi đi, giết chết tôi đi. Chuyện gì mà anh không dám làm hả? Anh giết chết tôi đi. Tôi chán sống rồi. Tôi không có muốn sống trên đời này nữa, chật đất lắm. Em đi về đi.